À, vâng, và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của Nam Huy. À, ngày hôm nay thì bên em vừa về được cập bến, đó là 50 cục súp, hai loại thì mỗi loại được 25 cục thì mang ra cửa hàng quảng cáo cho các bác. Lại là sản phẩm nó đã về rồi thì thông báo giá cả là một, và thứ hai là chất lượng của sản phẩm này như thế nào thì em sẽ làm qua một cái video này cho các bác cùng xem nhá. Đây là hai cái phân khúc khác nhau, một loại là súp bắt 40 và một loại là súp bắt 30, nhưng mà hình thức các bác có nhìn giống nhau đúng không ạ? Đấy, và cho các bác tham khảo qua về giá cả của sản phẩm của bên em, đúng không ạ? Một sản phẩm B3 bắt 40 như này, hàng nguồn xuyến đầu 100% chạy bằng 4 sò Toshiba, hiện tại bên em đang có giá là 3.100.000 đồng. Đấy, 3.100.000 đồng tại cửa hàng các bác nhé. Đấy, tại cửa hàng. Còn hiện tại thì cục súp B3 bắt 30 hàng cao cấp thì có giá là rơi vào tầm là 2.800.000 đồng tại cửa hàng. Tại sao nó lại chênh lệch ít như vậy? Dòng B3 bát 30 này thì làm được cái chất lượng bát nó sẽ tốt hơn, và các bác nhìn có để ý chân không ạ? Đấy, chân nó sẽ tốt hơn này, đúng không ạ? Chân con kia nó chỉ là chân bé thôi, chân này to. Đấy này, làm một video này cho bác nào đỡ phải thắc mắc là sản phẩm tại sao lại chênh nhau được ít như vậy, bát 40 và bát 30 chênh nhau ít như vậy đúng không? Thì chất lượng bát của con này nó sẽ tốt hơn, còn đâu vỉ mạch nó sẽ là như nhau, các bác nhá. Đấy, ok, và thông báo với các bác giá qua là như vậy. Dòng này thì bên em đang bán rất là chạy, đúng không ạ? Dòng súp B3 hàng của công ty nhập khẩu Trung Quốc 100%. Đấy, và cho bác cùng xem qua một chút về cái bộ mạch của nó. Đấy. Đây. Và khi mà các bác mua một cục súp điện, em thông báo với các bác một lần nữa, các bác mua một cục súp điện hàng loại tốt hay không thì bác có thể nhìn qua một chút, thì em sẽ phân tích cho bác một chút, đúng không ạ? Thứ nhất, các bác lên hỏi các địa chỉ cửa hàng khác, đó là nguồn của mình có phải là nguồn xuyến hay không, nguồn xuyến hay không, đúng không ạ? Thì các bác để ý cho em bốn con ốc ở đây, có những loại nó có thể bắt một ốc ở đây thì cũng được, nhưng mà đây là bốn ốc, hình chữ nhật càng dài thì càng là nguồn xuyến, còn đâu hình vuông nó sẽ là nguồn vuông. Nguồn vuông thì các bác chỉ chạy được trong vòng vài năm thôi, nó sẽ có một cái gì đấy nó không được đảm bảo ổn định của dòng điện nữa, nhưng nguồn xuyến thì nó rất là bền và rất là ổn định. Và đặc biệt là nguồn xuyến của bên em thì 100% của bên em bằng đồng các bác nhé, 100% luôn. Đấy là cái khẳng định của bên em nhé, các bác về các bác tháo ra và các bác cạo thoải mái. Đấy, nếu không phải thì bên em đền gấp 10. Đấy là cái uy tín của bên em. B3 2020 Make in China, đây là model đúng không ạ? Make in China. Con này là súp điện lai hơi, có cả cắm đường hơi nếu mà các bác mà muốn cắm. Các bác để ý đồ đạc của con này đều là đồ tốt này, tỏa nhiệt rất là tốt luôn. Ok. Đấy thì toàn bộ đây của dòng 717 cũng vậy thôi. Đấy, đều là nguồn xuyến hết. Bên em bán hàng súp cao cấp đều là nguồn xuyến hết. Ok, em test thử cho bác qua một chút về sản phẩm bát 40 và bát 30 cho bác cùng nghe qua một chút nha, về cái chất âm của nó. Hiện tại thì em bắt đầu tiến hành test cấu hình combo, và khi mà chưa có súp và có súp để cho các bác có thể nghe rõ nhất nha. Hiện tại đang chưa có súp nha. Rồi, ok, em vặn lên cho anh đấy. Đấy, các bác có thể nghe đeo tai nghe và cảm nhận qua về cái độ lực của dòng B3.
các bác có thể xem qua được cái video này, test chất âm của hai cục súp đó, và các bác có thể so sánh được cái chất âm để có cái sự lựa chọn tốt nhất cho cấu hình karaoke của nhà mình, đúng không ạ? Và theo em đánh giá qua một chút thì nếu mà về độ lực thì chắc chắn bắt 40 nó sẽ lực hơn bắt 30, đúng không ạ? Nhưng về độ tiếng nó mềm và nó sâu thì con 717 kia thì nó sẽ nhỉnh hơn con bát 40 này một chút. Đấy thì các bác có thể có một cái sự lựa chọn làm sao cho nó tốt nhất có thể nhá. Ok, và một cái video chi tiết về hai sản phẩm này. Số lượng của bên em về có hạn nhá, chỉ có 50 cục mỗi loại. Đấy, 50 cục đấy, hai loại này thì là bên em tổng là rơi vào tầm 50 cục thì mỗi loại là 25 cục. Đấy, các bác có nào mà nhanh tay thì hãy đặt hàng. Giá thì em đã thông báo ở trên video rồi, đúng không ạ? Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những cái video lần sau.